Chia sẻ trên Express UK, Novak Djokovic thừa nhận người hâm mộ yêu mến Federer và Nadal hơn, nhưng anh không cần cố gắng để lấy thiện cảm từ khán giả. Tôi đã đọc nhiều chuyện rằng tôi không được yêu thích, ngay cả khi đó là sự thật, tại sao tôi lại muốn đổ thêm dầu vào lửa? Tôi không có ác cảm với những người không ủng hộ. Tất nhiên ai cũng muốn được mọi người cổ vũ, nhưng tôi không mong muốn sự tiêu cực đó. Sau Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp, Djokovic đang nghỉ ngơi ở quê nhà Serbia trước khi lên đường tham dự Dubai Duty Free Tennis Championship. Trong ngày cuối của đợt thử xe đầu tiên trước thềm mùa giải mới, Valtteri Bottas chứng tỏ sức mạnh của chiếc W11 khi hoàn tất một vòng đua nhanh nhất với thời gian 1 phút 15 giây 732. Xếp sau anh là đồng đội Lewis Hamilton, trong khi đó Esteban Ocon của Renault đứng thứ 3. Ngày đua thử hôm qua cũng chứng kiến sự cố đầu tiên liên quan đến động cơ, khi chiếc SF1000 của Sebastian Vettel bất ngờ bị hỏng và phải dừng lại ngay trên đường đua. Trong chia sẻ mới đây trên BT Sport, Dana White khẳng định mục tiêu số 1 lúc này của Conor McGregor là trận tái đấu với Khabib Nurmagomedov. Theo bố già UFC, võ sĩ người Ireland dường như sẵn sàng bỏ thời gian chỉ để chờ đợi cái gật đầu từ nhà vô địch lightweight UFC. Hiện tại McGregor đang tập trung cho Khabib, đối thủ mà cậu ấy muốn. Vì thế, nếu bọn hỏi cậu ấy liệu có nằm im chờ đợi vào lúc này, tôi nghĩ là có. Khúc mắc lớn nhất để McGregor có cơ hội đối đầu với Khabib là nằm ở võ sĩ người Nga. Trong lần trả lời mới đây trên TMZ Sports, Khabib từng khẳng định không muốn tái đấu dù cho số tiền thưởng là 100 triệu đô la Mỹ đi chăng nữa. Tiếp đón Memphis Grizzlies, Lakers dẫn trước phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy vậy, cách biệt có lúc lên đến con số 25 đã được đội khách thu ngắn xuống còn 4 điểm vào hiệp cuối. Phải nhờ phong độ xuất sắc của Anthony Davis với 14 điểm và 7 rebound, Lakers mới có thể bảo toàn thắng lợi chung cuộc 117-105. Ở diễn biến khác, Boston Celtics đánh bại Minnesota Timberwolves với tỷ số 127-117. Trong ngày thi đấu mà đội khách có đến 4 cầu thủ ghi nhất 25 điểm là Gordon Hayward, Jason Tatum, Daniel Tate và Jaylen Brown. Theo ESPN đưa tin, tổ chức từ thiện Gameplan đã thông báo về việc sẽ thuê luật sư để kiện LeBron James cùng 3 công ty khác, bao gồm Nike, Disney và nhà sản xuất trò chơi NBA 2K, vì sử dụng trái phép khẩu hiệu I am more than an athlete của họ. Gameplan khẳng định khẩu hiệu của họ được đăng ký bản quyền từ năm 2016 và được in trên những chiếc áo thun. Trong khi đó, LeBron bắt đầu sử dụng I am more than an athlete vào năm 2018. Số tiền mà phía đơn vị này muốn nhận để bồi thường thiệt hại là 33 triệu đô la Mỹ, tương đương với 759 tỷ đồng. Phía LeBron dự kiến sẽ thuê luật sư bào chữa nhằm tránh bị ảnh hưởng tâm lý trước khi bước vào giai đoạn playoffs. Tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua tại giải We Play Tug of War Mad Moon chính là màn chạm trán giữa BS và Nigma. Khi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Dandy có cơ hội đối đầu với Kuroki. Sự non nớt và thiếu gắn kết từ BS khiến Dandy hứng chịu thất bại trước đội tuyển của đồng đội cũ. Ở các trận đấu khác, Team Secret và Virtus Pro đã thể hiện sức mạnh vượt trội để giành quyền vào chung kết nhánh thắng diễn ra vào ngày mai. VCS tuần 4 khởi đầu bằng trận đấu giữa Team Flash và V-Gaming Adonis. Với chênh lệch về kinh nghiệm cũng như khả năng macro, Team Flash khởi đầu ấn tượng bằng thắng lợi trong vánh sau 22 phút thi đấu. Sang ván 2, sự chủ động của Blitzcrank đã giúp xạ thủ VIT sở hữu nhiều lợi thế. Tuy vậy, những tình huống xử lý sai lầm đã khiến VGA đánh mất ván đấu vào tay của Team Flash. Đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 đã chính thức khai màn vào ngày hôm qua. Ở trận đấu giữa IGP và ZS Esports, sự vượt trội trong những pha giao tranh giúp cho IGP giành thắng lợi thuyết phục 3-0. Trong khi đó, ở màn chạm trán giữa hai ứng cử viên vô địch là Team Flash và Saigon Phantom, nhà vô địch thế giới khẳng định sức mạnh với thắng lợi 3-1, qua đó phục thù trận thua khai mạc tại mùa đông 2019.